thì lấy bộ này luôn. Thích phone thì lấy phone nhá. Và thích phone thì lấy phone nhá. Hả? Thôi lấy cho bác cái này, không về bác lại. Rồi thích phone thì không, cũng cậu cháu thôi, không dùng công thì nó không về, nó đi làm nó không thời gian nhà nó dùng đâu. Chỉ có anh chị dùng thôi. Công là bây giờ không có thời gian để coi như là ngồi nghe nhạc, thì mẹ nghe nhạc cái tuổi này ngồi nhà thì đập cho chết đi. Bây giờ lo mà kiếm tiền, lại lo gì lo cũng ngồi nhà để nghe nhạc với đi hát karaoke. Khi nào đi tiếp khách uống rượu say thì ra quán hát. Đấy, thích hát to hay là thích đẹp đấy? Đấy, chủ yếu giờ thích hát to hay là đẹp? Khó phết đấy. Đấy, thích chốt cho thế thì làm cái loa vi tính thôi. Cầm trên tay ấy. Đấy, để con lấy cho bộ này đi. Dây anh ơi, là bác bông vàng em ạ. Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy sẽ tin.